Hello, xin chào anh em. Đây là quán cà phê mình đào về, đào được về cách đây cũng 15 ngày. Đó, đây là cốc tươi luôn rồi. Mình ngâm nước, mua cái giò nước này cũng 15 ngày rồi. Lâu lâu cũng theo dõi, lấy ra, đó, bốc cà phê mà ngâm nước là bốc rất lâu các bạn, rất là nhanh các bạn. Đó, mình chỉ cần mình bốc, lột ra, lột. Cái tay mình lột được ít rồi này. Còn những cái khi nó khó lột lắm thì mình lấy cái cây hay là cái sắt gì đó mình đậy ra. Nó có cái gì này. Lột rất rất là rồi. Nhiều bạn không biết cứ mang về ngâm ít quá, ít nước, ngâm nhanh quá đau vội lột rồi là không có được. Nó dụng ra đó, khó lột hơn nữa. Kiên trì tầm tháng 2 tháng gì đó nó tự bung ra luôn đó. Cà phê này đẹp lắm, cà phê này 20 mấy 30 năm rồi. Mình có mấy gốc như thế nữa, lúc trước không biết ngâm, biết lột nên cũng chẳng biết thế nào. Này biết rồi nè, nghe ông anh cũng chỉ mình ngâm nước lâu lắm, bây giờ lột rất là dễ. Đó, nu rất là nu. Này mình làm một cái bệ đôn để kê những cái thứ mà mình cần. Rẻ to các bạn, 20 luôn rồi. Đó là phía trong luôn nghe. Còn mấy cái bệ như thế này là lớn lắm. To mà đẹp. Mình rất là tâm đắc cái loại góc này. Trong một đám 1 hecta mà có một gốc này mình ưa như vừa ý nhất, mình lấy về mình chơi thôi. Đó, lột từ từ nó cũng ra, nó rảnh thì ra lột, còn không lột ngâm dưới nước lại. Hôm nay mệt quá, đuối nên cái tiếng hơi khang khang, nói chuyện khó nghe. Các bạn thấy khó nghe thì thông cảm nhé. Nói không được rõ lắm. Nụ rồi, nụ rất nhiều. Nhìn xa xa rất đẹp rồi. Quay thế này các bạn thấy nhỏ rồi, chứ chắc là rất lớn. 40 mấy luôn, 43, 45 gì đó. Rồi các bạn nào chơi thì cứ ngâm nước, mang về cứ ngâm nước, ngâm tươi luôn. Rồi mình lột, rất là dễ. Cái kia này không lại mấy mài á, bỏ cái bằng chai sắt, bằng sắt cái bình chổi á, quét, quay mấy đường là rất bung hết ra thôi. Vì đâu, lốp lốp này. Không, có thấy không, dễ không, dễ luôn, rất là dễ. Đó, không cần cầu kỳ lắm. Đó, mà những chỗ thế này là cái tay béo, béo béo là rớt ra rồi. Ít bữa nữa mình sẽ đưa về một lô mấy gốc nữa rất đẹp, mình sẽ ngâm. Lớn không bằng lớn bằng gốc này đâu, nhưng mà nó được nghiêng thủy nó cao lắm, để nghiêng cây cũng được, này còn nghiêng cây luôn. Mình sẽ mang về, lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem. À, video trước mình đã quay rồi đó, những góc đó mình sẽ lấy nó về đó. Dùng mình nóng sang lại cho chơi. Anh em cứ vậy mà lột thôi, dễ lắm.
không muốn lột nữa, cứ ngâm nước lại, cứ bữa nào rảnh rảnh là lột. Năm này đỡ mối mọt này, lột nó cũng dễ. Lúc trước không biết mang về ngâm có một ngày hai ngày cái là vội ngồi lột, lột cả tháng luôn vẫn chẳng ra gì, nó cũng còn, nó còn xù xù xì 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 ấy, không có bớt hết được. Bây giờ biết rồi, hẹn hỏi những anh em đi chơi trước á là bây giờ biết mình ngâm nước lâu lắm. Tại thời gian mình không rảnh chứ không là mình lột lâu lắm, lột xong lâu rồi, không để tới hôm nay đâu. Như thế này là lột thoải mái này, mình lột chơi chơi một xíu nữa là mình cũng vô, chứ không có thời gian để lột. Ngâm càng lâu càng dễ lột nên không có lo. Rồi nghĩ gì không hiểu cứ bình luận dưới Facebook ấy. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào các anh em.